Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người về đến với channel của mình này. Đấy. Hôm nay nãy mình ở trên kia mình lấy một ít rau rồng với lại linh tinh xong là xuống đây mình thấy một ít lan đuôi cáo này. Cây này thì nó chỉ độ tầm 100 banh thôi. Đấy. Gốc nó cũng không to lắm đâu mọi người ạ. Đấy, gốc nó cũng không to lắm đâu mọi người nhé. Đây. Tí mình sẽ tiến hành lên trên kia mình lấy lan dáng hương đuôi cáo nha. Đấy. Cái này thì bé tí thôi. Cũng khá cao tầm khoảng 20-30 mét để đấy mọi người nhé. Thế mình sẽ ở trên kia này. Nó hơi tối một tí đó. Ở trên nhánh cây là có một cây dáng hương đuôi cáo này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên nhá. Khi nào lên đến ngọn cây mình sẽ review lại cho mọi người xem có bao nhiêu con nhé. Bởi vì cái này nó bé, mình không ngờ là có nhiều cáo như thế đâu. Không phải có nhiều mà mình từ trên kia mình nhìn thấy là thấy có mấy con. Đấy, mình sẽ bắt đầu trèo cái này nhá mọi người nhá. Các bạn thấy chưa? Đấy, bé tí thôi. Các bạn thấy chưa? Cáo này bám đây luôn, mình hơi bất ngờ đấy. Xem bao nhiêu con nhá, một này, hai này, đấy ba này, bốn này, kia năm này, sáu bảy tám này, chín này, 11 con ở ngọn kia không tính kìa, ngọn chi chít bé bé kìa, nhiều thật. Cái bé tí này nhá, ở dưới này có hai con nữa này, để mình zoom về cho xem nhá. Đó, ở dưới này có hai con đấy nhá. Mình hơi bất ngờ nha, cây này bé tí mà nó có nhiều thật đấy. Đó. Bây giờ mình sẽ bóc nha. Cái thằng này thì không đẹp lắm, mình không lấy nguyên bản. Cây bé tí mà được nhiều phết. Này nhá. Cái này mình có thì từng gốc, có gốc mà mình không lấy thì nó cũng không phát triển được. Với lại có gốc thì nó cũng cành cây nó mục, nó cũng rơi, nó cũng chết rồi. Mình lấy về mình chăm tốt, còn tốt hơn ở rừng. Đấy. Đây, bên một con nữa này. Đấy. Nhiều phết mình ạ. Hơi bé bé thôi, nó không to lắm đâu. Đấy, tím sẽ bóc mấy con trên này nhá. Bây giờ mình cầm đống này cất ạ. Ở đây thì nó dần dần nó cũng hết lan rồi mọi người ạ, nó không có nhiều đâu, dần dần nó cũng hết thôi nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ lên trên này kìa, ở kia có một tí hương vani kìa. Đấy, ở kia có một tí hương vani với lại 1 2 3 4 4 cá nhỏ thôi, nó ở gốc 5 con đấy. Đấy, nó ở cành này, mình để cho nó lớn. Độ 1 2 năm sau mình quay lại mình lấy xem thế nào. Có khi mình ở nhà chăm không tốt bằng ở rừng, mà có khi ở rừng không tốt bằng ở nhà đâu, đó cũng tùy thôi. Đây cáo này, đấy. Đây con nữa này, để một con nữa này, để một con nữa này. Hàng không đẹp ấy, chả lấy nguyên bản đâu, nó vì nó không có giá trị. Đây mình bóc tiếp con này nhá, khá nhiều ấy nhưng mà nó không được đẹp lắm. Đây có một con bé bé nó sắp đứt rồi. Đấy nhá. À, nó sắp đứt rồi. À, mình không lấy nó cũng không bám, không phát triển được. Đây, tí mình sẽ lên đây lấy trên này nhá. Trên này có 1 2 con nữa là hết rồi. Tí mình sẽ xuống đếm xem được bao nhiêu con nhá mọi người nhá. À. Sau một thời gian mình đã từ trên ngọn cây xuống đến đất rồi. Đây, từ trên cái cây này xuống nhá. Với cây này nó bé rồi, mình đã xuống đến đất rồi nhá. Giờ mình sẽ tiến hành đi tìm cáo nhá. Nãy mình có chặt tỉa được. À, xã gái nó móc mình. Trời ơi. À, đây này. Đó. Đây, cái gái này. Thấy chưa? Mình nãy mình có tỉa một cành, nó rơi xuống dưới này. Nhưng mà không biết là có hỏng thôi nhá. Đó, các bạn cùng mình đi nhặt nhá. Ui trời, gà nhiều quá. Nó toàn móc mình thôi mọi người ạ. Chỗ này thì không có nhiều cây to để mà có lan nhiều đâu. Nó chỉ có một cây lác đác thôi. Còn có lan hay không thì mình cũng... Hoặc là mình nhìn bằng mắt thường thôi. Nếu mình nhìn xa xa mình cảm mình thấy nó có thì
nó sẽ có nhá. Sắp đến đến cái cây mình tỉa xuống đấy. Xem nó có bị hỏng không. Đau quá mọi người ạ, chảy máu rồi. Xem có bị hỏng không. Nó ở trên cái bụi cây. Bụi. Ui rồi. Kia mọi người ạ. Lại móc rồi. Đâu ạ. Đây. Cái này nó mong mình này. Đây này. Đó. Này. Móc cực sắc luôn. Đấy, chảy máu rồi. Ừ. Được. Đâu ạ. Nha. Đó. Thấy chưa? Đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ chặt xong mình cầm lên. Có mỗi cây thôi mọi người ạ. Mỗi cây nguyên bản thôi. Còn mấy cây khác không lấy được đâu. Nó không đẹp. Mình cảm thấy nó không đẹp thì mình không lấy. Nguyên bản này về nó dễ sống hơn và bán dễ nhanh hơn. Đó, sau một thời gian mình đã chặt xong rồi mọi người nhé, mình đút con dao vào trong đằng sau này đã khá mệt đấy mọi người ạ. Đó ạ. Đấy. Quá đẹp. Đẹp chưa? Không hề lá không hỏng gì nhá. Nhá. Nó chỉ hơi lung lay một tí thôi nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu. Giờ mình sẽ lên tìm mấy con lúc nãy mình vứt xuống nhá. Ây da. Đau ạ, gái nó móc đau quá. Ui da. Anh em mình sẽ để ở đây nhé. Đấy, con này mình để đây. Đấy. Sẽ lên tìm con này nhá. Trời mệt đó. Đây rồi. Một con này. Này. Hai con này. Đây mọi người nhá. Đây. Ba, bốn, năm, sáu này. Đây, được sáu con này. Đây, một con, hai mấy con đến. Bảy, tám này. Đây, một con bé này. Được chín rồi. Chín rồi. Này. Có mấy con nó mắc ở đây này. Bây giờ mình sẽ đi rung cây để mà lấy nhá. Đấy mọi người ạ. Đấy, 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 rơi rồi. Đấy, rơi rồi. Còn vẫn còn còn nữa. À không rơi. Thì mình sẽ lên lấy nhé. Mình lấy mấy con này ạ. Đấy các bạn. Đây. Đó. Cái này nó xấu tôi nó không đều đẹp lắm đâu. Đây. Hai con rồi nhá. 11 con rồi. 12 này. Ô đúng 13 rồi. Thì mình sẽ bắt đầu chờ để mà lấy mấy cái này nhá.
sẽ đi cho mọi người xem có thấy không nhá. Hello mọi người nhá. Này, cái này bé thôi. Đấy. Rồi. Đây. Đây là tác phẩm của mình nhá. Sau một thời gian trồng mình đã lấy được rồi. Nó móc hai con này thôi. Giờ mình sẽ xuống nha. Ây da, ây da, ây da. Mày đó. Đây mọi người nhé. Đây. Tổng cộng là mười mấy con đấy, mình không nhớ nha. Đấy. Đếm lại xem nào. Chỗ này hai con này nhá. Đây này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Đây. 7 này, 8 này, 9 10 này. 11 12 chỗ này có hai gốc luôn. Đây 13 13 14 này, đây một con nữa 15. Ra được 16 con này anh ạ, gần được 1 ký luôn. Thấy cây bé tí không? Đấy, nãy mình trồng cái này đấy. Bé thật mọi người nhá. Ok nhá, bây giờ mình sẽ lên trên kia lấy một ít cái trên kia xong là mình về nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Nếu mà mọi người cảm thấy video hay thì nhớ cho mình một like, một nhấn chuông cho mình một lượt đăng ký nhá, và nhấn tương chuông thông báo để nhận những video, những clip mới nhất về hành trình đi tầm lan rồi lại cuộc sống quanh quanh của mình nhá. Chào tất cả mọi người nhá.